Bạn độc thân, trẻ trung, không có tài sản lớn. Bạn trăn trở liệu mình có khả năng xin được visa du lịch Mỹ, một quốc gia có tiếng là khó xin visa, kỹ càng trong việc xét duyệt visa. Bạn hãy chuẩn bị tỉ mỉ tài liệu đến cách trả lời phỏng vấn để xin visa được nhanh chóng, thuận lợi nhất theo những thông tin được chuyên gia visa EJC tiết lộ dưới đây. Mọi người vẫn thường truyền tai nhau rằng là xin visa Mỹ rất là khó. Xin chia sẻ với bạn rằng là thật sự là khó. Nhưng với sự chuẩn bị chi tiết thì bạn nắm rõ được những quy trình thủ tục chính xác bao gồm những cái bước sau, bạn sẽ tự tin hơn. Bước thứ nhất, bạn cần chuẩn bị giấy xác nhận nộp tờ khai xin visa Mỹ DS-160 có mã vạch. Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 6 tháng tính từ ngày rời khỏi Hoa Kỳ dự kiến và còn ít nhất là một trang trống. Bạn cần một ảnh 5x5 cm chụp trong vòng 6 tháng gần nhất. Biên nhận thanh toán xử lý đơn xin visa 160 đô, thư hẹn phỏng vấn, lịch trình du lịch, đi lại, công tác, chữa trị. Chứng minh tài chính gồm sổ tiết kiệm, sổ sở hữu nhà đất, ô tô, chứng minh công việc. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, bạn cần giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất nếu có. Nếu là người đã nghỉ hưu, bạn cần sổ hưu, thiếu phiếu lĩnh lương hưu. Nếu là cán bộ, nhân viên, bạn cần hợp đồng lao động song ngữ, bản lương 3 đến 5 tháng gần nhất. Đơn xin nghỉ đi du lịch có xác nhận của cơ quan. Nếu là học sinh sinh viên, bạn cần bảng kết quả học tập, bảng điểm và bằng cấp chuyên ngành. Bước thứ hai, điền đơn visa du lịch Mỹ. Chi tiết trong kênh channel của mình có hướng dẫn cách điền visa, cách điền đơn này. Bạn có thể nhấn follow và truy cập trong kênh của mình. Sau khi điền xong đơn, bạn cần in ra đơn xác nhận. Bước thứ ba là thanh toán phí xét visa Mỹ online. Bạn cần lập một tài khoản mới trên trang web. Bạn chú ý nhớ cái tên và mật khẩu của tài khoản này để tiếp tục đăng nhập để sau đó khi bạn xin visa khác hoặc gia hạn visa Mỹ qua trang web này. Bạn điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để tiến hành thanh toán theo phương thức phù hợp với bạn. Sau đó, hãy mang giấy xác nhận thông tin thanh toán được chuyển tới email. In tờ tài liệu này ra, bạn cầm tờ giấy này cùng với xác nhận Confirmation Page tới địa điểm thanh toán. Bạn sẽ thanh toán bằng tiền đồng của Việt Nam khoảng 3 triệu 800, tương đương quy đổi của 160 đô tại bưu điện được đại sứ quán, lãnh sự quán chấp thuận, ủy quyền để thanh toán. Bưu điện sẽ đưa lại biên lai thanh toán cho bạn và hướng dẫn cho bạn những cái thông tin tiếp theo. Sau đó, bước tiếp theo sẽ là đặt lịch hẹn. Bạn không cần mang trực tiếp hồ sơ đến đại sứ quán nộp như visa các nước khác. Thay vì đó, việc đầu tiên bạn làm sau khi nộp lệ phí visa là cần đặt lịch hẹn phỏng vấn với đại sứ quán Mỹ bằng cách truy cập vào trang web. Cái hướng dẫn chi tiết cũng để trong link trên video. Các bạn chú ý đón xem. Một số lưu ý khi đặt lịch hẹn, bạn cần chờ ít nhất là 12 tiếng kích hoạt. Ví dụ nếu trước 5 giờ chiều bạn đóng phí thì 11, 12 giờ trưa ngày tiếp theo bạn mới bắt đầu đặt lịch hẹn được. Còn trong trường hợp mà sau 5 giờ chiều bạn đóng phí thì đặt lịch hẹn vào lúc 11 giờ của ngày làm việc thứ hai tiếp theo nếu cái ngày bạn đóng phí visa là rơi vào ngày thứ sáu, bởi vì thứ bảy chủ nhật người ta không làm việc. Sau đó bạn cần điền các giấy tờ chi tiết này bao gồm số hộ chiếu, số biên nhận, từ giấy biên nhận, phí xin visa, các số mã vạch gồm 10 ký tự từ trang xác nhận của DS-160. Mặc dù phí xin visa có thời hạn 1 năm tính từ ngày đóng, nhưng số lần được sử dụng phí visa này để đặt hẹn phỏng vấn bị giới hạn tối đa 2 lần, không bao gồm cuộc hẹn đầu tiên. Khi bạn hủy hẹn hoặc không đến trong cuộc phỏng vấn, bạn cần phải chờ tới 90 ngày sau để có thể đặt cuộc hẹn mới. Do đó, bạn cần lên kế hoạch xin visa hợp lý để tránh gặp vấn đề về thời gian trong trì hoãn trong kế hoạch chuyến đi Hoa Kỳ của bạn. Điều quan trọng nhất quyết định bạn có đậu visa Mỹ hay không, đó là nằm ở những thông tin bạn điền trong đơn DS-160. Chuyên gia visa EJC sẵn lòng tư vấn dựa trên hồ sơ riêng của bạn nếu bạn không tự tin về việc làm nổi bật những ưu thế xin visa của mình. Hãy gọi ngay hotline miễn phí 096 888 1509 để được tư vấn chi tiết. Tiếp theo bước 5, đến khi nộp hồ sơ và nộp visa du lịch Mỹ, bạn sắp xếp các đẹp giấy tờ gọn gẽ, cẩn thận và đến các văn phòng tổng lãnh sự quán, đại sứ quán. Nếu ở Hà Nội thì bạn sẽ đến địa chỉ ở
Ngọc Khánh.